nhân dân. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục múa rất là ý nghĩa của đội văn nghệ thôn Tái với tiết mục múa Bác Hồ một tình yêu bao la. Và chúng ta cùng dành cho đội văn nghệ của thôn Tái một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ạ. Xin được trân trọng cảm ơn.